nỗi tiếc đi qua thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới. Chào mọi người, mình là Long Minh. Mọi người xem kênh nhớ vào kênh. Đây là kênh của mình. Cá tê lớn thêm nhiều. Mọi người xem kênh nhớ bấm đăng ký cho mình. Đây. Là like và đăng ký cho mình nha. Đây là kênh của mình. Kênh mình chuyên một là về ca sinh rồng, về hướng dẫn trồng và chăm sóc cây rồng. Mình mới tập làm vlog ra thôi. Mọi người xem và ủng hộ mình. Đây là những kênh của mình, đúc kết những cái gì mà mình làm được từ khi trồng, chăm sóc, thụ phấn, thắp ghép cây sinh rồng. Và khá là đủ chung.